Rồi, chào anh em ha. Em là Tính, chuyên bán máy cưa xích hàng bãi Nhật anh em. Hôm nay em lên cho anh em một con Echo hàng tầm trung khai thác anh em. Con này là Echo V4400 nha. V4400 nè. Dòng 4 số nha. Dòng này anh em khai thác thì khỏi phải nói rồi. Cầm đầm tay ha. Cầm rất là đầm tay luôn, bền. Không bị lỗi giặt anh em. Nó sử dụng chế quanh bô á nên cái độ nhạy nó rất là cao ha. Chứ mà tiết kiệm xăng nữa. Dùng chế quanh bô nguyên theo máy anh em. Nó đang đi ghim theo máy, nó là cây lam này, là lam Echo anh em, lam ghim theo máy luôn. Lam có tản nhiệt nha, 6 tắc anh em. 60 cm nha. Cái đầu lo tinh kìa anh em. Sơn ghim theo máy luôn anh em. Đầu lo tinh anh em nhìn đẳng cấp ha. Rồi con này em bao ghim 100% nha anh em, bán ra bảo hành động cơ 6 tháng cho anh em ha. Rồi anh em đi khai thác cho yên tâm ha. Cái dùng nào của anh em xài Echo để đi khai thác thì mua con này về là quá đỉnh nha anh em. Đẳng cấp luôn. Giá thành thì rất là ok ha. Con bán em bán con này là giá là 3.4 triệu anh em. Máy ghim 100% bảo hành động cơ 6 tháng ha. 3.4 triệu. Rồi anh em nào mua hàng thì em báo quy trình bên em luôn. Anh em nào mua hàng thì chốt cọc trước cho em 200-300 gì đó ha. Còn bao nhiêu thì gửi máy ra nhận hàng kiểm tra thanh toán nha. Anh em nếu mà chưa tin tưởng thì anh em cứ theo dõi cái trang bán hàng của em á. Trang Facebook và hoặc là trang YouTube của em á, là hai trang bán hàng của em nha anh em. Anh em cứ vô đó tham khảo, mà chừng nào mà đủ tin tưởng thì mua bên em ha. Anh em là cần hàng nhỏ lớn gì đó thì alo em ha. Hay là phụ tùng máy cưa gì đó alo em. Con này đẹp xuất sắc luôn anh em ơi. Đây là hai ốc hầm lam anh em thấy không? Mới chát luôn. Đẳng cấp. Em bán con này là 3.4 triệu ha. Anh em nào không lấy lam sên trừ lại 600 ha. Lấy đầu máy không thì trừ lại 600. Còn anh em lấy full luôn là 3.4 triệu. Giá là không bớt nha anh em nào mà có điện hỏi kêu bớt thì xin đừng hỏi giùm em ha. Không bớt được anh em. Rồi, nổ máy lên cho anh em nghe ha. Con này có trợ lực áp nè, bấm nút áp cho giật các bạn nha nè. Thì nằm 43 liên anh em, danh ti là bao chuẩn không trôi xích ha. Ca cuối thì anh em cũng nghe đó ha. Con này thì em bao ghim 100% cho anh em ha. Nằm là bao tông là không xước anh em. Bao đẹp. Rồi anh em mà cần thì liên hệ em nha.